nào nữa kìa. Bốn con, bốn con, năm con luôn, năm con. Chào các bạn, nghe nay thăm là bết nha các bạn, kế vườn cốc, cốc quá trời trái luôn nè, vườn cốc quá tốt à, bao la luôn nè, không biết mấy chục công luôn, trái một cái khủng khiếp kìa, có lợp con ếch nhô 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 kìa. Nhiều à, cái này nhiều quá. Thấy nhồi 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 nhồi. Nước lúc rồi nè, lót cái mỏ lên chút xíu rồi. Lót cái mỏ lên. Đó, thở đó. Lót cái mỏ lên một chút xíu à. Nè, chút xíu nữa là đi liền. Ừ. 2. Nhóc hết trơn rồi. Có lý. Lên đầu mày ra. Hết giận không chưa. Cua. Nó hen cua. Quá thấy. Dễ dữ. Bốn. Năm. Năm con. Bơm nước. Hai con. Hai con. Trời, hai con. Chỗ này ngon, chỗ nào không có. Chỗ nào không có tép kìa. Thank you.
nữa kìa. Bốn con, bốn con, năm con luôn, năm con đã nha. Ơi sao chỗ này chạy dữ vậy, không có con bốn đâu con. Là kinh nghiệm mấy cái hầm trống á, mấy cái hầm phải không có này các bạn. Nói chuyện thật à, năm con á, thấy hầm không? Này cái lý à, để nó cái một cái trời, kiếm nhầm cái khúc này, đi mấy trong bịch nó ra. Rồi đi qua bên đám dây leo, bên đó quá trời có. Bắt ngang cái hết. Bây giờ chụp quá chụp. Cái không tưởng tượng nữa. Tầm cái chắc được không? Rồi đại ù mà không cá kia. Đấy. Vô cái sạc không chơi. Không có. Không có. Hết. Trời ơi, luôn nữa. Cái vô quá trời luôn nè. Quay qua đặt cá gô cho nó giảm nướng thì có lý gì ta, quá trời tép nè, nó kinh cạn thì cũng có tép. Cá trên đây nhìn lý rồi, đi qua đánh dây leo. Trời ơi. Chắc đóng đóng liền. Quá trời tốt. Xin chào nha. Quá trời như leo. Để nó dùng lạnh rồi. Quá đủ không? Quá trời đánh như leo này. Rồi. Là đại lý. Này đang nương bẻ dưa leo nè, bỏ bột bọc bọc nè. Nữa người ta phân ra bọc 10 kg. Mới giấc này bẻ một đống rồi. Chết luôn á. Đừng con. Được ngọt con. Rồi ăn cái bụng con bóng. Ăn bụng con bóng kìa.
xíu mà có bụng trong bóng à. Chạy đâu được khỏi hả, xíu mà chạy. Nhẹ dữ ha. Sao nó mới xới xới chạy màu, cái mới xới xới. Cái này sửa sạn làm gì à? Chừng nào trồng đây? Dạ có 10 bữa nữa. 10 bữa nữa hả? Dạ. Nguyên diện này cũng nhiều hen. 4 8 công. 8 công rồi hả? Dạ. Trời ơi làm nông dân nhiều giỏi quá trời ta. Dạ cũng làm đây. Dân mình sao giỏi quá hen. Đây phải làm giỏi rồi. Tây rồi phải vậy đó. Ừ trời ơi quá, thấy các bạn thấy không, nông dân làm giỏi. Quá trời luôn á. Mần dưa mà mần 8 9 công không có trời. Đó bên kia cũng 8 9 công đó. Rồi bên nay sửa sạn làm 8 công nữa nè. Quá dữ rồi. Ôi chúc mừng các bạn đạt thành quả tốt đẹp nha. Ôi cảm ơn. Đây chặt ớt làm gì rồi lại chú? Không có mình trồng lại gì? Sẽ lại bắp hen. À, bên kia trồng dưa, bên đây trồng lại bắp. À, ta à, mỗi một người có một cách canh tác khác nhau nha. À, chú này là trồng bắp nè, bên kia trồng dưa. Giờ tiếp tục cái thấp nữa đó. Ừ, nhỏ đầu ha. Hai ba con luôn. Lần. Bà không con luôn. Này nhiều khi nó hên xui nha. Hên xui nha, chỗ có chỗ không. Ba con. Có chỗ chạy bầu không còn, khi hai ba cái không có con nào. Không không. Nhàn, không xác định được. Nhỏ chừng thôi không. Mà điều bên này không lớn nè. Chưa con nào tổ ấu chứ. Nó. Rồi, thêm tiếp. Ba con. Hai con. Cái này cũng có lý mà. Này bò cũng vậy. Khá. Hai con. Dạ thật không? Bệnh hả mày?
lý. Rồi thăm tiếp. Mày đừng con. Mày cái nào không có. Nãy giờ cái nào không có chừng có lý chưa? Con nữa hết hả? Hết rồi, cái cuối cùng đó đừng con nè. Ừ, bữa nay cũng bộn nha, nó lại ít lép hơn bữa lép mà có khúc động chạy ngon khúc sau này ít được cái nào cũng có. Ừ, đây nè đám dưa này hôm qua người ta bẻ mười mấy ngày rồi đó, đó. Đang chuyển nè, thấy không? Cứ nghĩ vệt đó, đẩy vệt hen. Sáng có bồi dưỡng chưa? Nói chuyện mày đó, sáng bồi dưỡng chưa? Rồi. Vậy hen, chúc có sức khỏe nhiều nha. Rồi, làm tích cực vậy là thành quả tốt đó. Nhỏ. Này coi đừng nhiều nha. Một đống luôn. Đó. Rồi để lăn lắn xuống. Đó, đống luôn thấy không? Đó, ngon chưa? Rồi. Mười ba cái rồi các bạn. Nó nặng này mấy ký á, chắc có 3 ký không biết, tương đương 3 ký. Rồi tạm biệt các bạn, hẹn lại bữa khác, bye.